Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Tính đến sáng nay, lực lượng công an đã bắt giữ 22 đối tượng và giải cứu 2 con tin trong vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào sáng sớm qua, một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ia Tiêu và Ia Tua, làm một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Chiều qua, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, Bộ trưởng quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với mỗi gia đình 4 chiến sĩ hy sinh, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với 2 cán bộ công an huyện Cư Quyên bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tại huyện Cư Quyên, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, báo ngay cho chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Quyên đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định.